Thưa quý vị và các bạn, kẹt xe tắc đường là thực trạng mà cư dân đô thị gặp phải ở bất cứ thành phố lớn nào, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo báo cáo mới nhất của các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng kẹt xe ùn tắc giao thông trên 30 phút hầu như không xảy ra trên địa bàn thành phố. Thậm chí lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh còn cho rằng xe còn nhúc nhích là không ùn tắc. Nhưng thực tế hiện nay lại không như vậy. Tại nhiều nơi, tình trạng ùn tắc trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2015, thành phố đang quản lý hơn 7,2 triệu phương tiện, trong đó có đến hơn 6,5 triệu xe mô tô. Xe mô tô trung bình mỗi năm tăng đến hơn 10%. Đó là chưa kể hơn 1 triệu xe gắn máy vãng lai của các tỉnh lưu thông hàng ngày trên đường thành phố. Thói quen lưu thông bằng xe gắn máy trở thành đặc thù mà đến thời điểm này, hầu như chưa chính sách nào của thành phố có thể giải quyết dứt điểm. Để so sánh, nếu hơn 7 triệu xe cùng lưu thông trên diện tích 26 triệu m2 mặt đường giao thông ở thành phố, thì các xe máy gần như xếp kín mặt đường. Thêm vào đó, ngay chính Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận, ngay cả chuyện phát triển các phương tiện giao thông công cộng cũng gặp vấn đề. Xe buýt không có làn đường riêng, phải giao thông hỗn hợp cùng các phương tiện cá nhân khác, làm ảnh hưởng tới lưu thông lẫn an toàn giao thông. Ý thức tham gia giao thông của người dân cũng là vấn đề nổi cộm, khiến việc lưu thông ở các con đường thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm trở thành nỗi mệt mỏi của người dân. Cái khoảng thời gian kẹt xe buổi sáng là tầm từ 7 giờ đến 8 giờ là kẹt xe, còn buổi chiều là từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi. Mà có những lúc những cái ngã tư rất là cần những cái người mà để hướng dẫn giao thông, mà lúc đó thì không thấy người nào. Số liệu từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2015, có khoảng 152 triệu lượt hành khách đi xe buýt, giảm khoảng 15 triệu lượt, tức là 8,9% so với 6 tháng đầu năm 2014. Các điểm đen kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh như là vết dầu loang, những điểm kẹt xe như ngã ba Chú Ý, vòng xoay Hàng Xanh, điểm nút giữa các đường Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Cộng Hòa giờ đã cũ, ngay như điểm cầu Trần Khánh Dư nối liền quận Nhất với quận Phú Nhuận. Trước đây thì không kẹt xe, nhưng sau khi phân luồng lại, giờ đã thành điểm kẹt xe thường xuyên mỗi giờ tan tầm. Các đường vào cửa ngõ thành phố như khu Cát Lái, Thủ Đức, thậm chí là quận 7 cũng đã bắt đầu xuất hiện kẹt xe cục bộ. Ngay cả xe cứu thương lưu thông trong giờ cao điểm cũng thực sự khó khăn, khiến cho việc giành lấy sự sống cho người bệnh cũng là vấn đề nan giải của các bệnh viện, y bác sĩ. Hiện tại thì nhà nước của mình thì có những phương án như là cái cảnh sát giao thông điều tiết hoặc là phân làn đường hợp lý, nhưng mà hiện tại thì những cái đó chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi, cũng không giải quyết được nhiều lắm. Theo em nghĩ thì do ý thức của người dân mà đi lại nó hợp lý thì nó sẽ giảm thiểu được cái nạn kẹt xe. Là tại cuộc hội thảo quốc tế Cơ hội và Thách thức cho phát triển đô thị bền vững tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 71 giáo sư, học giả quốc tế đến từ các nước Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Philippines, Nepal, Lào cùng các chuyên gia về đô thị tại Việt Nam, các nhà khoa học đã ước tính rằng với nạn tắc nghẽn giao thông hiện nay, mỗi năm thành phố tổn thất lên đến khoảng 23.000 tỷ đồng, tương đương với 1,2 tỷ đô la. Tuy nhiên, đại diện phía Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại có cách đánh giá khác. Ví dụ kẹt xe là thành phố tháo gỡ rất nhiều rồi, rất nhiều giải pháp, rất nhiều năm, và đến thời điểm này thì cái số điểm kẹt xe thì nó giảm rất là nhiều, kể cả tai nạn giao thông hàng năm giảm chắc trên 10%, mà có năm mình giảm 20%, kể cả cái tình trạng kẹt xe trên 30 phút giảm rất là nhiều. Ùn tắc thì bây giờ lúc đâu nó có ùn thôi, không có tắc, ùn là nó đi chậm chậm, còn tắc thì tắc luôn. Đấy thì báo cáo chí cũng tiến bộ rất là nhiều, em cũng phấn đấu rất nhiều. Điều bất cập không riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương khác là trong quản lý có sự tách biệt giữa ngành quản lý giao thông và ngành quản lý đô thị. Cảnh đường vừa được làm đã lại đào, khiến trở thành các điểm đen trong giao thông không còn quá xa lạ. Thậm chí, chuyện phát triển nóng đô thị nhưng các cảnh báo từ chuyện hạn lưu thông, bãi đậu xe chưa đủ vẫn tiếp tục được kêu. Kẹt xe, tắc nghẽn giao thông sẽ vẫn là chuyện dài nhiều tập ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh.